Trước khi mình lên mình phải bấm google.com. Sau đó bên tay phải mình thấy cái chữ xoay nén. Em phải bấm cái email của em, trường hợp giao cho em, controller. Bấm next. Sau đó mình bấm cái password của mình, trường hợp đã vô cho mình. Bấm next. Sau đó bên tay phải mình thấy chính nút. Mình thấy chữ classroom. Sau đó mình thấy cái lớp của em.